Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Bán Hàng Em Quyền. Lời đầu tiên mình thay mặt tất cả anh em kênh Bán Hàng Em Quyền gửi lời cảm ơn đến tất cả những quý khách hàng thương mến đã đặt những cái dòng máy hàng của ngày hôm nay rất là nhiều. Đó. Đây là những cái dòng máy mà khách đã thương mến và ủng hộ nè. Xăng vô, đây là con gì đây? Tích 200 bi, tích lạnh sung, rồi tích 200G. MIG 201, NB 200, Tenja, MIG 265 rất là nhiều. Và còn một số máy sale. Thì hôm nay cũng đã cuối tuần rồi. Mình sẽ gửi đến với khách hàng lời chúc luôn luôn có một cuộc sống luôn luôn vạn sự hanh thông. Và thành công, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thì chiều nay thứ bảy làm một cái video sale một vài cái máy mà cũng chất lượng cao nhưng mà giá nó rất hợp lý. Mình sẽ vô video liền để mình sell cho quý khách hàng những dòng máy tích 250B rồi nè. Mình sẽ vô liền. Nhưng mà trước khi vô á, mình sẽ test một cái con máy Multimix 265 mà một anh khách rất là thương mến, ảnh đặt đi chung một cái bộ y vậy. Qua anh coi video, anh thấy nguyên bộ vậy, anh thích thì anh đặt, và anh đặt thêm một cái dàn gá xoay tròn nữa. Anh mua máy mít này về để anh làm những cái cổ bô đồ giống vậy nè. Thì bây giờ em sẽ test cho anh nha. Cảm ơn anh Thông rất là nhiều. Anh Thông ở trên Tân Châu, Tây Ninh. Rồi bây giờ em sẽ test cho anh cái rồi em đóng gói cho kịp chung với chuyến hàng chiều nay luôn nha. Rồi mình bắt đầu đạp cò mình hàng nha. Show nè, mời khách theo dõi nè. Mà quý khách mà cái súng cố định thì nó sẽ đẹp hơn. Do mình đang cầm tay rồi thì nó hơi rung thôi. Đó, đây là độ ổn định của con Multimix 265 nha quý khách. Đó, đó là những ứng dụng của đường hàng tròn. Rất là đẹp. Đó, nó sẽ hàng nối những cái đường tròn tự động, nó rất là đều. Đó, cái dàn gá này thì mình cũng có cung cấp, thì quý khách hàng nào cần những cái dàn gá vậy thì liên lạc với mình. Đó, mình sẽ xoay lên rồi mình lóc lại. Đó, những cái đường hàng của nó hàng rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ vô video sale liền ha quý khách hàng, để tránh mất thời gian. Rồi trong video sale này thì mình sẽ có những cái mã như thế sau đây nè. Mình đang còn tồn dọn kho thì cái dòng Martin mà 250 model là MA 250 này mình còn hai máy. Thì con máy này dòng thực của nó là 135A hết, mặc dù nó để chữ MMA 250. Nhưng mà dòng thực nó chỉ có 135A thôi. Cho đến 140 thì xài đũa 3 ly 2 cũng được. Tối ngày sáng đêm, nhưng mà cọc của nó được cái là cọc lớn nữa. Thì trong chương trình này mình sót lại mấy con, hai con một à, hết rồi, không còn nữa. Cọc lớn chuyên trị đũa 3 ly 2 mình sẽ sell, tức là thùng bọng nó mất tiêu hết trơn rồi, mình sẽ sell giá rất là rẻ cho quý khách hàng luôn. Sell kiểu mà sell thiệt chứ không phải sell giả ha quý khách hàng ha. Thì hai con này là mình đặt mã trước đi, là mình vô mình hàng thử. Mình sẽ bán giá cho quý khách hàng là bao nhiêu được ta? Đặt mã trước đi. Khách chờ mình chút xíu nha. Con này mã 1, con này mã 2. Đây, mình sẽ viết vô đây, mã 1 là MMA 250, giá mình tính cho quý khách hàng là 750 thôi, sale là đúng thiệt luôn, bao ship, sale là phải sale thực tình. Quý khách theo dõi màn hình nhớ chụp lại cho mình nha, 750 ngàn bao ship, sale là để cho, đây là máy này mới 100% nhưng mà do mấy lúc này mình tụi nó hàng về nhiều quá, mấy đứa nhân viên nó để sót ở đâu á, mình bữa nay lục ra lại thấy còn hai máy. Thì bây giờ mình sẽ sell cho quý khách hàng luôn, mình sẽ cắm điện vô. Rồi một con mình sẽ test cho quý khách hàng. Đây là mã một, mình mượn cái kèm hàng kẹp mát của con HK416 này đi, chút xíu mình cũng sell con này luôn nè. Quý khách đừng có tua video nha, bữa nay mình sale đồ rẻ lắm á. Mấy con máy này nó xài cũng hợp lý, ai đam mê cái gì đó thì sẽ mua.
mình mượn cái trong cái con 416 này nha. Rồi mình dặn này lên, mình đốt vài cây đũa cho quý khách hàng coi. Đây cọc lớn cây kiềm hàng của nó đây. Dĩ nhiên là mình bán 750 ngàn này, mình sẽ cho quý khách hàng là 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát để mình chọt một phát ăn ngay nè. Đây, cái này mình mượn cái đồ cũ của bên cái máy CT416, chứ cái máy này nó có đồ mới của nó. Nó máy mã 1 này mình sẽ bán là 750 ngàn, có 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát nha quý khách hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình hàng thử. Rất là ngọt ngào, chứ không phải là bán đồ điểu nha quý khách hàng nha. Sale là phải sale thiệt, mình bao ship luôn. Mình sale để mình tương tác với khách hàng, để mình mong được rằng là mình có nhiều khách hàng hơn. Mình là cần sống về lâu về dài, nếu không thì mình không có ăn sỏi ở thì được quý khách. Cho nên là cái cách mình bán hàng á, là mình sale là sale thật, chứ không có sale giả tạo. Đó, đây là mã số 1 nha quý khách hàng nha. Rồi xong, mình sẽ qua cái mã số 2. Một con chạy đàng hoàng, bao ship. Mình sẽ dời qua bên kia để hồi mình chụp màn hình, mình đưa lên luôn, mình đưa lên trang bìa cho quý khách coi luôn. Mã 1. Rồi mình sẽ vô mã 2. Cái giết nó rớt đâu rồi ta? Mã 2. Mã 2 MMA là con này nè quý khách, 250, cũng 750 luôn, bao ship luôn. Có 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát mới 100%. Nó chỉ mất rồi, đang để trên kệ trưng bày nó mất thùng rồi. Thùng nó bị mất tiêu rồi. Máy là còn nguyên luôn nè, bây giờ mình phải rứt dây ra mới được, chưa xài qua lần nào luôn. Rồi cắm điện, mở nguồn lên. Tiếp tục mình cũng sử dụng cái kiềm hàng kẹp mát của con CT416 này, mình hàng thử cho quý khách hàng coi luôn. Rồi dặn lên. Máy này có thể đốt được đũa 3 ly 2 tối ngày sáng đêm nha quý khách. Dòng thật của nó thì không bao giờ đúng 250 đâu nha. Dòng thật của nó chỉ có 130 đến 130 40 gì đó. Đó, chọt một phát là nó ăn ngay nè quý khách, thấy không? Miếng sắt sét sẹt nè. Đó, chọt một phát ăn ngay. Nếu quý khách nhìn kỹ đi, chụp màn hình nha, mình hàng mình né né ra cho quý khách thấy cái mã nè. Đó. Mình sale là để mình tương tác, mình giao lưu với khách hàng. Nó 750 ngàn. Máy cũng nhỏ gọn lắm quý khách. Đó. Chọt một phát ăn ngay. Chọt một phát ăn ngay. Đó. Chọt một phát ăn ngay. Chọt qua một phát này ăn ngay. Chọt một phát ăn ngay rồi. Tiếp tục mình xuống mã số 2, mình lên tiếp tục mã số 3. Mình rút điện nguồn ra đây ra. Đây là mã số 2 mình dời qua đây. Rồi tiếp tục cái máy hồng ký này là một cái máy đa chức năng HK416. Thì mình vẫn thường tâm sự quý khách hàng luôn. Tức là anh khách đó ảnh thích con máy 416 có chức năng sung. Mình đã từng nói với khách hàng rồi đó, con 416 có chức năng sung của hãng Sanjo mà kênh máy hàng em quyền bán thì nó sẽ có tích sung, tích thường, cắt lát ma và hàng que, thì nó cũng giống như vậy nè. Mà con này thì nó không có chức năng sung, thì cái anh này ảnh đem lại ảnh đổi, ảnh nói ảnh thích có 2T4T và có sung, thì ảnh đổi cho mình, thì ảnh đổi mình bao nhiêu thì mình sẽ chia lại quý khách bấy nhiêu. Thì cái con CT416 có sung của hãng Sanjo mình bán 7,8 triệu, thì mình thâu lại con này của ảnh là giá là 4 triệu, nó có đầy đủ hết quý khách đó. Thì anh sẽ trả cho mình thêm là 3,8 triệu để anh lấy con CT416. Thì một số quý khách hàng nào mà không cần tích sung á, mà chỉ cần có tích thường nè, hàng tích nè quý khách thấy không, nó ghi nè, hàng tích, hàng que là ở giữa nè, và đây là cắt lát ma. Con này đang chạy và mới gần như 80%. Mình sẽ mở ruột cho quý khách coi luôn. Bây giờ mình sẽ vô mình test từng tính năng của nó nha. Máy này là máy của hãng Hồng Ký, Việt Nam sản xuất. Nó cũng giống con CT416 mình đó, mình ưa nói hoài khách nghe đó. Hiện giờ con này máy mới nó đang bán, Hồng Ký nó đang bán là 11 triệu hay là 10 triệu 500 gì đó, tùy theo chỗ.
Thì con này giờ mình sale cho quý khách hàng nào mà không có điều kiện để mua một con máy mới á, thì nên mua con này nó quá rẻ. Đó là mình sẽ sale 4 triệu bao gồm nè, súng hàng tích. Có sao mình đưa như vậy nha, đồ của anh đó nè, súng hàng tích, kìm hàng que của ảnh nè, kẹp mát của ảnh nè. Dọn này qua cho nó gọn chút xíu coi, để mình cho quý khách coi cái bộ của cái thằng 416 này. Đó, anh khách đó anh đem lại đây thì anh đưa cho mình sau đó. Đây nè, quý khách nhìn này nha. Cái này mình quý khách mua thì mình tặng cái đầu đực khác này, nó hơi bể rồi. Nhưng mà cũng là dây đồng nha quý khách nè, dây đồng chắc cú lắm nè. Cũng là đồng chứ không phải nhôm. Thì mình sẽ tặng cho quý khách cái đầu mới. Đây, kìm hàng kẹp mát đầy đủ. Kìm hàng của ảnh nè, ảnh đem lại nè. Kìm hàng kẹp mát, súng hàng tích và súng cắt lát ma đủ hết đây. Súng tích và súng lát ma nó để đây. Đó, thì mình sale cho quý khách hàng là con này mình đặt mã là mã số 3 CT416, 4 triệu nha quý khách. 4 triệu mã 3, mã 3 CT416 hồng ký. Mình viết rõ chữ HK nha. 4 triệu bao ship luôn. Mình dán lên đây xong đi rồi quý khách coi mình sẽ test cho nó đàng hoàng. Đây, mình dán như này cho quý khách chụp màn hình cho dễ nha. Đó, HK416 chứ không phải CT, xin lỗi. Bỏ chữ này đi, HK416. 416 HK, mã là mã số 3. Giá là 4 triệu bao ship. Rồi bây giờ mình sẽ vô test nha quý khách hàng nha. Đây là cái kìm hàng que của cái anh đó anh đem lại nè. Rồi mình kìm hàng que nó hơi nứt dày. Quý khách mua mình sẽ tặng cái cục mới để mình thay cho. Kìm hàng que gắn đây. Rồi kẹp mát đây, gắn vô. Rồi dặn vô, mình sẽ đi cắm điện. Ở sau đít anh này anh làm kỹ lắm, chút xíu mình quay cho khách hàng coi ở mặt sau của nó. Cũng dây nguồn nè, dây nguồn của máy nè. Rồi mình cắm điện vô nha. Rồi, máy đã được mở lên hết, có đèn màu xanh nè. Tắt nguồn nè, không tắt nguồn đâu rồi. Công tắc nó ở đâu, nó tuốt lên sao nè, nó có CB ở sao nè. Để chút mình lật mặt sao cho hết rồi, rồi mình mở lên nè. Đó, cái đèn sáng nó sánh, đèn xanh nó sáng nè. Nói riết lẹo lưỡi luôn. Rồi, mình sẽ test vô chức năng đầu tiên là chức năng hàng que. Hàng que là ở giữa nè hết, xuống dưới này là tích. Bật lên trên này là cắt. Rồi bây giờ đầu tiên mình test que cho quý khách coi. Con máy này mình bán 4 triệu là rất rẻ, quý khách tranh thủ mua nha. Rồi, mình sẽ dặn dòng nó lên. Test chức năng que vô. Máy vẫn đang chạy bình thường. 416 ý nghĩa là gì mình giải thích với khách hàng luôn. 4 là cắt 40A, 16 là hàng tích, với hàng que là dòng 160A. Ý nghĩa của cái chữ 416 là vậy đó. Cắt 40A, hàng que với hàng tích là 160A. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình chọt một phát ăn ngay. Đây là chức năng hàng que của em nói nha quý khách hàng nha. Đó, đây là mã số 4. Đó, đây là chức năng hàng que. Rồi xong, bây giờ mình sẽ chuyển qua chức năng cắt lát ma nha. Rồi mời quý khách nhìn ở sau lưng nè, trước mắt trước khi qua sau lưng mình sẽ chỉ. Bây giờ kẹp mát á, để coi cộng trừ đâu. Đây là kẹp mát, rồi đây là cái súng cắt lát ma, đây là mặt tiền ha. Rồi mình sẽ gắn cái súng lát ma của anh đó anh đem lại luôn, rồi mình sẽ quay cái mặt tiền cho quý khách coi. Đây là súng cắt lát ma. Đây là súng cắt lát ma mình cắt ra rồi nè. Rồi, bỏ súng tích qua bên. Mưa tới rồi. Rồi mình gắn súng lát ma vô nè hết. Rồi bây giờ mình gắn công tắc vô nữa. Đây, súng mình vừa dặn xong rồi. Rồi mời quý khách ra sau đít coi cái kết cấu của máy nè. Công mình khỏi đi vòng vòng nè. Đây là cái công tắc nguồn của nó. Rồi, đường khí này là anh khách của mình anh đưa, anh đã thiết kế hai bên. Một bên này là để mình đi đường lát ma nè, các khách thấy không? Còn khi mình cắt lát ma xong á thì mình sẽ rút cái đường này ra và mình cấp đường khí hạt gông vô để mình hàn tích. Đó, thiết kế này rất là hay.
nó tiện cho khách hàng. Đó, thì bây giờ mình đang cấp cái đường máy nén khí vô rồi nè. Nè khách nhìn rồi nha. Đây mình cấp máy nén khí vô điều áp chỉnh lên 5 kg rồi nè. Đó, xong xuôi hết hang rồi mình quay ra mình hàng, mình cắt lớp ma cho quý khách coi nha. Rồi. Dọn cái kìm hàng que qua cho nó gọn gọn cái cho nó đẹp cái. Tháo cái kìm hàng que ra mình dọn bớt cho nó gọn gọn bớt. Kìm hàng là còn kìm hàng cán gỗ nha quý khách nè. Ra dây đồng là 25 đi vuông rồi. Mình bỏ qua ra bên đây đó, kẹp mát rồi mình kẹp mát vô. Đây là súng cắt lát ma. Rồi mình có miếng này, mình miếng la này mình cắt thử cho quý khách coi luôn nè. Đây. Kẹp vô. Đây là mã số 4 nha. Bắt đầu mình cắt nha quý khách. Bỏ anh giò mình cắt luôn nè. Cầm tay cắt luôn nè nha. Dặn vòng lên. Cắt lát ma nè. Rồi. Một đường. Hai đường. Cắt lỗ cho hết coi luôn nè. Đó, cắt lỗ. Cắt ra bỏ. Cắt ra bỏ. Rồi, sale thì sale mà vẫn phải test kỹ. Rồi, xong cái chức năng cắt lát ma ha quý khách hàng ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo súng lát ma ra. Rồi, quý khách chờ chút nha, mình gắn súng tích vô. Đây là súng tích của nó, cũng còn đây nè, không có cái kim. Quý khách chờ mình chút xíu nha. Rồi, giờ gỡ súng lát ma ra. Để mình thay súng tích vô. Mình thử đầy đủ tính năng, quý khách mua máy này rất rẻ nha. Dù là máy nó vẫn là ba tính năng cắt hàng que và hàng tích. Vừa rồi là mình cắt, lần thứ hai là mình cắt rồi, đầu tiên là hàng que rồi, giờ tới mình qua mình hàng tích. Rồi mình sẽ gắn súng tích vô cho quý khách hàng coi nha. Đây là bộ đũa hàng tích của nó luôn nè, đó bộ nó còn đầy đủ bên đó đó. Rồi giờ gắn súng tích vô. Rồi xong, gắn dắt điều khiển vô. Rồi xong, dặn vô. Rồi mời quý khách nhìn ra ở sau đít nè. Đây kẹp mát luôn đó nè. Rồi nha. Hồi nãy mình có nói rồi đó, mình chia sẻ đó, anh này anh thiết kế rất là thông minh. Rồi, mình giặt cái đường khí này ra. Giặt đường khí này ra. Đây là cái điều áp của nó cho theo đó luôn á. Rồi, đường này là đường khí hạt gông. Đây, cái đường này mình đã kết nối vô chai khí hạt gông trong cái xưởng của mình rồi nha quý khách hàng nha. Đó, đường này là đường máy nén khí. Hồi nãy mình kết nối vô cái điều áp này, nó vô đây rồi. Đó, từ đây vô đây, rồi vô đây. Đó, anh quý khách nhìn thấy rõ rồi ha. Rất rõ, đó. Đây là đường điều áp vô nè. Vô đây. Rồi, cái này là đường khí vô đây. Đó, mình tháo ra. Bây giờ mình sẽ cấp đường khí hạt gông vô đây. Rồi mình lên phía trước mình hàng thử chức năng, hàng tích cho quý khách hàng coi cái nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái kim vô, hồi nãy là cái... Cái súng anh này anh đưa không có kim. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái kim hàng tích mình gắn vô. Sẽ gắn vô cho anh, cho quý khách hàng coi luôn. Mình gắn, mình thử sơ sơ cho quý khách coi thôi. Để là biết máy nó đang còn sống, hoạt động tốt vậy thôi. Giá sale là 4 triệu mã số 3. Mới có 3 con mà thời gian dài quá. Biết sao đây. Để mình siết kỹ cái collet này lại. Collet body, siết chặt collet body lại cái. Đôi kim trời mưa tới nữa rồi. Xiết vô hết. Rồi. Để mình vô mình mở khí hạt gông nha. Cái này nó hơi lỏng lỏng chút để sửa lại sao rồi. Rồi mình đã mở khí rồi. Bây giờ mình sẽ test luôn cho hết coi nha. Kẹp mát mình cũng kẹp vô cái miếng này luôn. Rồi mình bật qua chức năng hàng tích. Để lửa nhỏ thôi, để đau mắt. Rồi mình để sơ sơ thôi rồi. Khách nhìn này nha. Đó. Đó. Chức năng hàng tích đang hoạt động tốt hả quý khách hàng ha. Đây. Đó, đây là chức năng hàng tích của em đó. Đó.
đúng ra mình phải hàn lên inox đó, mà do mình hàn lên miếng sắt này thôi, thử vậy thôi. Quý khách nào mua thì về mình sẽ hướng dẫn kỹ thêm hơn cho nha. Rồi xong, đây là xong cái mã số 3 HK416, giá 4 triệu bao ship, bao gồm đầy đủ đồ trên màn hình nè, súng hàng tích, kẹp mát, súng cắt lát ma BT31, kìm hàng que cán gỗ. Cái đầu đực này nó có hư chút xíu thì mình sẽ tặng cho cái mới để thay vô cho nó đẹp. Rồi xong, tiếp tục mình bưng cái này qua bên này, mình rút điện nguồn này của em nó ra, mình dời qua nha. Mình sẽ dời qua mã bên này, đầy đủ đồ của nó, mình sẽ dời qua cho khách coi nè. Bưng nguyên bộ qua luôn. Đây, ây da. Rồi. Đó, khách thấy ha. Mã 1, mã 2, mã 3. Rồi. Bây giờ là đây là một con máy mít nữa. Mít của hãng Rilon. Nặng, con này nặng, máy mít sử dụng cùng dây 5 kg, 1 kg. Máy này thì cũng đang chạy tốt. Đây. Sử dụng được cùng dây 1 kg và cùng dây 5 kg, motor lớn. Mà lý do mình cũng có con máy này trên tay là anh khách đó, ảnh muốn đổi qua con Multimix 265 này nè. Nói với khách, cho nên là ảnh đưa lại cho mình bao nhiêu thì mình sẽ chia cho quý khách hàng bấy nhiêu. Riêng con này mình tâm sự với khách hàng nha, mình bán là 2,5 triệu, có cái súng của ảnh rồi, cái súng dài 5 mét miên man nè. Nhưng mà mình không bao ship nổi con này nha quý khách. Tại vì ảnh đưa cho mình 2,5 triệu để anh xin đổi qua con Multimix 265. Thì mình cũng sẽ chia lại cho khách hàng là y vậy. Đây, cái súng của ảnh là dài 5 mét miên man Panasonic luôn nè. Đó, thì riêng trường hợp con máy của anh này thì mình sẽ không có thời gian mình test. Anh nào, khách hàng nào mua đó thì mình sẽ test kỹ hơn, mình gửi Zalo riêng nha. Chứ giờ video nó dài mà trời đang mưa nữa, đang bò ngoài đường mình quay phim luôn lỡ rồi. Thì bây giờ mình gắn súng mít vô, mình kích cò mít để mình hàn thử ở chức năng mít cho quý khách coi nha. Máy này thì nó chỉnh bằng analog. Đây những tính năng của nó nè. Hàng que là đầu tiên, ở cấp thứ hai này là liptic, và cuối cùng này là hàng mít. Đây là chức năng inching là cho dây ra, và đồng thời những cái cách chỉnh của nó như thế này. Đây là cái chỉnh trái lùi của cọng dây nữa. Còn cái này là chỉnh von của hàng mít. Đó. Còn cái núm ở trên này một mình nó là nó chỉnh chức năng hàng que. Còn bên này là chỉnh ampe, tốc độ dây ra nè, tốc độ dây. Von là điện áp hàng, và đây là chỉnh trái lùi, gọi là bên back. Rồi bây giờ mình sẽ dùng hàng que, mình test chức năng que trước. Điện nguồn vô nha. Đây con máy này của hãng Rilon. Cắm vô. Anh này anh mua con máy này là 5,7 triệu, 5,8 triệu gì á, của công ty Tân Thành nó bán nè. Đại lý Tân Thành gì nè quý khách nhìn đó. Rồi bây giờ mình mở nguồn lên nha quý khách hàng nha. Đây, công tắc nguồn đã được mở lên. Máy thì nó chia vậy này, quý khách nhìn nó cũng dễ phân biệt lắm. Nhưng mà do cái chỉnh analog này á, nhiều chú, nhiều anh không có biết chỉnh thôi. Còn nếu anh nào mà chuyên về chỉnh á, thì cũng không đến nỗi khó. Này là điện áp của thằng mít, này là tốc độ dây ra của thằng mít, còn này là hàng que. Thì bây giờ mình sẽ gắn kìm hàng kẹp mát vô mình test que trước. Sau đó mình sẽ gắn một cuộn dây mít vô mình thử luôn, cho nó dễ để nhiều quý khách không thấy ra. Đó, bây giờ mình gắn kìm kẹp mát vô nè nha. Đó, rồi mình sẽ gắn kìm hàng vô. Kìm hàng đây. Rồi, cái này là liên quan tới mít mình chưa gắn. Đây là kìm hàng nằm đây. Đây, khách thấy rõ nha. Bỏ lên nè. Rồi kẹp mát mình sẽ kẹp vô cái miếng này. Kẹp vô cái miếng sắt sắt sẹt này mình hàn thử cho quý khách coi. Rồi. Mình lấy một cây đũa 3 ly 2 mình đốt thử cái ha. Rồi. Bật qua chức năng hàn que, dặn cái này lên chỉnh hàn que. Rồi, chọt một phát rồi nó ăn ngay, không ăn mình ăn cho hết. Ăn rồi, hên quá ăn rồi. Để khách nhìn nè. Đó. Đây là chỉnh chức năng hàng que nè các bạn ha, thấy không? Đó. 3 ly 2 que. Rồi xong.
mình đặt mã quên nữa, để quên. Con này nãy mình nói là nhiêu quên rồi, 2,5 triệu. Là nó có một cái súng dài 5 mét miên man nè. Rồi mình nó anh đó anh đem xuống là không có cái kẹp mát với kiềm hàng. Thôi mình sẽ tặng cho quý khách hàng cái kẹp mát với kiềm hàng luôn. Rồi mà nhưng mình không bao ship nổi nha. Tại vì cái phần kiềm hàng kẹp mát mình tặng thêm là mình đã lỗ rồi đó. Đó là sale thiệt lòng á. Anh đó anh đưa mình con máy này. Anh lấy con Multimix 265. Đó thì anh trị giá 2,5 triệu. Thì mình sẽ trị giá cho quý khách hàng 2,5 triệu mà mình không bao ship nổi. Tại con này nó nặng lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đặt mã cho nó. Đây là mã số 4. Đây là mã số 4. Mã 4. Model là MiG 250S của hãng Relon 250GS. Đó, giá là 2,500,000. Không bao ship nổi, ghi rõ luôn, không bao ship nổi. Đó, ghi để quý khách hiểu. Mình có sao nói vậy. Này là nó tên Triệu. Ở trên trảng bàn Tây Ninh á. Đó, đem con máy này xuống, đổi lấy con Multimix 265 trị giá 2,5 triệu. Đó, có cái súng dài 5 mét miên man, còn không có kiềm hàng kẹp mát gì hết. Thì mình cũng chia lại quề vốn cho quý khách hàng là 2,5 triệu. Nhưng mà mình sẽ bù lỗ là mình sẽ bỏ cái kiềm hàng kẹp mát vô đàng hoàng cho quý khách để có về có cái xài. Quý khách chịu khó mua thêm cái cuộn dây hàng không dùng khí hoặc là có dùng khí gì đó tùy cái nhu cầu của mình xài ha. Rồi mình bây giờ mình sẽ quyết định mình lắp cuộn dây có dùng khí, mình test mic cho quý khách coi luôn cho quý khách yên tâm. Rồi mình xài có dùng khí thì bây giờ mà kẹp mát của mình á, mình sẽ đây là cái kẹp mát đây, mình sẽ gắn qua bên dấu trừ đúng luôn rồi nè. Đây kẹp mát gắn dấu trừ luôn. Rồi cái dây chuyển đổi này mình gắn vô dấu cộng, mình gắn trước đi ha. Rồi mình sẽ lắp dây vô mình hàng thử cho quý khách hàng coi luôn. Rồi mời quý khách theo dõi trên này. Đây bây giờ mình sẽ chọn cái bánh xe cho nó đúng rảnh. Mình sẽ lắp cuộn dây 8 dm, cho nên mình sẽ đặt cái rảnh 8 dm cho nó đúng. Rớt cái chốt là vết là mất rồi. Đây bỏ vô. Rồi xong. Mình sẽ đưa này vô. Rồi mình sẽ mở này ra tranh thủ làm cho nhanh. Rồi mình sẽ lắp cuộn dây. Này nó gắn được cuộn dây 5 kg nha quý khách hàng nha. Máy này máy sử dụng cuộn dây 5 kg chứ không phải 1 kg. Rồi nhưng mà mình có cuộn nào ở đây thì mình sẵn đây thì mình lắp. Có dùng khí tại đây đang có chai khí lớn của con máy Multimix nè. Của anh Thông trên trảng trên Tân Châu á. Mình thử luôn. Rồi sẽ gắn dây hàng có dùng khí vô. ER70S6 có dùng khí. Mã này mã số 4. Giá là 2,5 triệu. Quá rẻ luôn. Rồi mình sẽ lòn dây vô, mình cho dây nó ra luôn. Rồi đẩy nó qua nè. Rồi nó đang kẹt trên đầu súng, phải mở đầu súng ra mới được. Rồi mình đẩy nó lú ra nè. Rồi gài dây xuống, bắt súng vô lại. Sale mình cũng làm kỹ rồi đi, cho mất công ngày mai lỡ quý khách có mua khỏi kêu mình làm lại video. Rồi mình đã bắt súng xong rồi hả khách. Dựng đứng máy lên, cắm điện nguồn em nó vô, mở nguồn lên rồi máy nó đang chạy, rồi mình chuyển qua chức đựng cuối cùng là chức năng hàng mic. Và mình sẽ cắm nắm cái súng dài 5 mét miên man ra, mình cho dây ra rồi mình sẽ cấp khí sau. Đây là cái súng dài 5 mét miên man của ảnh nè. Rồi mình đưa gần lại về cho dây nó ra cho khách thấy nha. Rồi mình nhấn cái nút in chinh này nè. Nút này nó nhúc dây nó ra tự do nè. Rồi bắt đầu mình nhấn nè. Đó, nó sẽ chạy ra đó, khách thấy không? Đó. Nó chạy ra miên man trên cái súng 5 mét nè. Đó. Chờ tới chưa? Rồi, ra dây ra tới rồi nè, khách thấy không? Đó, dây nó ra tới rồi, khúc này nãy nó bị cong cong đó, rồi chạy ngọt ngào rồi đó. Rồi, xong bây giờ mình sẽ cấp khí cho nha khách hàng nha. Mình sẽ mượn đường khí.
Rồi mình mượn cái đường khí trong con Multimix này ra mình gắn vô máy này các. Đây, mình sẽ gắn đường khí sao đích nó nào hết. Mình đã cấp khí xong xuôi hết rồi. Seal thì seal nhưng mà phải có trách nhiệm. Máy này mình vẫn bảo hành cho quý khách hàng là 1 năm. Đây là cái súng dài 5 mét miên man. Mình dời qua đây chút xíu. Rồi, mình sẽ bước qua đây. Mình ngồi về mình chỉnh cho quý khách cho nó dễ nè. Mình bật cái này xuống cho quý khách thấy dây nó quay cho đẹp nè. Đó, rồi, mã là mã số 4, 2 triệu rưỡi, không bao ship nổi. Đó, có ghi rõ luôn. Rồi mình khi mà mình bật qua mít thì cái nút này nó không có tác dụng gì nha quý khách. Cái bên back này là có nghĩa là nó làm cho dây cháy lùi về thôi chứ không gì hết. Không có sao hết. Mình chỉnh nhiều thì cái von nó duy trì nó đốt cộng dây thụt lùi về thôi. Thì thường mình tắt đi. Đầu tiên mình tắt đi quý khách mua về đừng có đụng vô nút này. Điện áp mình đang nhỏ nhất, máy mít là nó ổn áp cho nên quý khách đừng có chỉnh điện áp trước, đừng có chỉnh von trước, cứ chỉnh tốc độ dây nhiều chút cũng không sao. Thì lúc đó mình sẽ hàng nó không có ngon, mình bắt đầu tăng một miếng von, tăng miếng von. Đó là cái mẹo chỉnh. Chứ còn bây giờ mình chỉnh von trước mình đâu có biết cho nó đúng đâu. Thì đó, bây giờ mình sẽ hàng cái này nó hơi dày. Đó, mình cứ thử cái đầu dày trước đi rồi mình lụm cái miếng la này lên mình hàng cho quý khách coi sao, đồ mỏng sao. Đó, mình hàng cái đầu dày ha. Nè, ví dụ để như vậy. Đó, dày sao nó đẩy cái tay mình lên nè, đó thấy không? Có nghĩa là dây ra mà không có von. Von không có bao nhiêu hết đó, nó hàng không có ngọt nè, quý khách nhìn nè. Đó, bắt đầu mình tăng von rồi nha. Quý khách nhìn nè, mình tăng von nè. Đó, có von là nó ngọt lại đây nè, đó. Đó, nó đủ von của nó rồi đó, thấy không? Đó. Đó, đủ von là bắt đầu nó mượt mà liền. Đó, rồi mình kéo đường cho khách coi nè. Bây giờ von nó đã đủ rồi nè. Đó. Đó là mình hàng đồ dày. Đó, quý khách thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua mình hàng đồ mỏng cho khách coi nè. Thì cái cách chỉnh cũng vậy thôi. Tại mình làm, mình tính không thử mà thôi, thử đi để ngày mai quý khách khỏi kêu mình quay phim nữa. Rồi, tương tự, bây giờ mình hàng đầu mỏng mình cũng tắt cái von luôn. Tắt nhỏ nhất luôn, điện áp mình... Ê, xin lỗi, điện áp là von rồi, mình tắt luôn. Còn tốc độ dây giờ mình cho nó lên nhiêu đây đi. Ví dụ ha, mình đâu biết đâu. Đây là độ dày của miếng la này 2 ly. Rồi, mình sẽ đặt vô đây. Này, quý khách nhìn nè. Đó, nó đâu ngấu đâu, quý khách thấy không? Nó đâu có điện áp đâu ngấu. Rồi, mình bắt đầu xe miếng điện áp lên nè. Xe lên. Cho đến khi nào nghe tiếng nó ngọt là mình coi lại cái đường hàng coi ổn chưa. Nè, xe lên miếng von này nè. Đó, khách thấy không? Xe lên miếng von. Nè. Đó, mình đã xe đúng von của nó là nó đẹp rồi. Đó, mình hàng đường ngoài này cho khách coi nè. Đó, mình hàng đường này quý khách coi nha. Đó, mình nhắc lại lần nữa quý khách dễ chỉnh nè. Von để nhỏ. Thấy không? Tắt luôn. Rồi, mình sẽ hàng trong này nó xấu xí đi mình sẽ chỉ chia sẻ với khách cách chỉnh luôn, kể cả mình bán máy đã qua sử dụng mình vẫn chỉ kỹ. Rồi, bây giờ là điện áp không có thì chắc chắn nó không ngấu nó ra cục vậy nè. Xấu quắc à. Y như cứt trâu vậy đó. Rồi, bây giờ mình chỉ cái mẹo chỉnh nè. Rồi quý khách nhìn này nha. Nè. Nó thấy dây nó nhảy lung tung không? Rồi mình tăng điện áp lên nè. Cho đến khi nào nó đủ điện áp là nó ngọt à. Đó, quý khách thấy không? Khi mà nó đủ điện áp là nó sẽ rất ngọt. Đó. Đó. Thậm chí nó mạnh lên nó lủng luôn thấy không? Thì đó lúc đó mình nhìn mình thấy vậy là nó ổn. Đó, mình ra ngoài bắt đầu mình vô hàng sản phẩm thực tế. Ví dụ vậy. Đây, bon vô. Nãy cái miếng này mình cắt lát ma này, của máy HK nè. Rồi mình bon vô. Đó, bon vô. Đó, đó là quá trình hàng thực tế rồi mình hàng nè. Đó. Rất là xịn hàng. Rồi mình kéo đường cho thấy coi nữa nè. Mạnh quá thấy không? Quá mạnh. Lúc đó mình có thể mình giảm miếng lửa lại. Rồi điện áp đó. Đó. Rồi xong. Đó, máy này 2 triệu rưỡi, mã số 4.
Rồi mình sẽ ngưng lại tại đây, mình sẽ lên con mã số 5. Đây là mình làm nhanh đi, video dài quá ta. Ây da. Rồi mình sẽ dời cái mã 5 này qua bên kia nha quý khách hàng nha. Khóa khí lại cái. Dời qua cho nó thấy rõ phân biệt chút xíu. Rồi. Đây mình sẽ bưng cái mã số 5 qua bên này. Đó, súng nó dài 5 mét miên man nè, khách thấy không? Đó. Mã số 4. Này mã 4 chứ đúng không? Này mã 4, xin lỗi. Mình sẽ dời mã 4 qua bên này. Rồi đây là mã số 5. Đây là con máy tích 250 có sung. Con này cũng công nghệ MOSFET. Nặng. Con này nặng cỡ mười mấy ký á. Máy này là con máy có chức năng tích que và sung, tích sung. Rồi mình mở nguồn lên. Rồi, đây là mã số 5. Tích 250B. Có những cái tính năng chức năng hàng tích là trên trong cái tích mình có 2T, 4T. Đó, đồng thời là có là tích thường là những biểu diễn gạch ngang. Ở giữa này là xung cao, ở trên là xung thấp. Thì muốn chỉnh xung thì mình sẽ có sử dòng chính nè, dòng nền. Dao động giữa dòng chính và dòng nền, mình vẫn nói mấy con máy khác đó. Đây là tần số xung, đây là đơn vị tính của nó bằng dây. Đó. Còn khi mình bật lên xung cao thì nó sẽ nhân 10 lần lên. Còn mình để xung thấp thì mình tính đây bằng dây. Đó. Dây là một cái lần nhịp lên nhịp xuống của nó, một lần trong một giây. Còn ở đây là bên này là gì đây? Bên này là đao lớp, còn này là tần số xung. Đó, hai quý khách hàng ha. Đó, bây giờ mình sẽ bật xuống chức năng hàng là que mình test thôi. Giờ chiều tối rồi. Mượn kẹp mát trong máy vàng này nè. Máy vàng này bao ship không nổi nha quý khách hàng nha. Nó nặng lắm. Rồi, mình gắn cái kẹp mát vô. Kẹp mát vô, rồi mình gắn kìm hàng que vô. Mình test thử vài cây que thôi. Rồi, tối rồi. Rồi. Đây. Dời miếng này ra. Đây nè, cái miếng này nó nằm bên này. Tay mình giờ luyện thành thiết sa trưởng nè, bưng qua đây. Rồi mình test chức năng que thôi. Quý khách nào mà mua thì mình làm video riêng đi, giờ này chiều tối rồi. Mệt rồi quý khách ơi, nghỉ test rồi. Rồi mình bật xuống que. Que thì mình chỉnh dòng chính đây. Rồi mình đốt cho quý khách coi nha. Đó, rất là ngon lành. Hả, que được là tích phải được. Đó, quý khách nhìn nè. Chọt một phát là ăn ngay. Rồi mình kéo nửa cây que cho quý khách coi nè. Để cho nó hàng tự động đi, mình bây giờ mình vừa nói này cái mình đi lấy đồ luôn nha quý khách. À, hôm đó là mình kiểm tra kho không kỹ, thực ra mình còn tới 3 thùng đó là cái con Makate xuất khẩu ở Philippines quý khách. Thì bây giờ mình cho con này nó hàng cái mình vô mình khui con nó ra, mình còn toàn 3 thùng đó nữa, tại bữa đó đếm không kỹ, còn 3 thùng. Mỗi một thùng như vậy nó sẽ có 4 con ở trong á, giờ là tổng cộng còn 12 máy. Giá vẫn là 850, để mình vô mình khui ra cho khách coi luôn nha. Mình chọt cái này cái mình vô mình khui luôn. Trong lúc này nó hàng tự động mình vô mình khui luôn. Rồi. Mình để lửa nhỏ lại, nó mạnh quá. Giảm lại, mạnh quá. Giảm lại, mình vô mình lấy máy kia ra mình khui. Từ từ đi, mình sửa lên đây quý khách. Mình cho nó dựng đứng đây, mình vô mình khui mấy máy kia ra, mình nhờ quý khách ủng hộ luôn, mình sell hết luôn cho rồi. Đây vô. Rồi. Để cho nó hàng tự động đây. Vô lấy máy kia ra. Đây. Đây là mình còn 3 thùng này nè, mình qua dời qua đây nha quý khách. Nó máy kia thì đang cho nó tự hàng luôn. Mình còn đúng 3 thùng này là hết luôn. Rồi. Một con. Đây. Đó, đây là còn 3 thùng mà trong cái thùng kia còn á, còn có 3 máy thôi, là tổng cộng bên đây nhiêu ta? 4 với 4 là 8, 8 với 3 là 11 máy nha quý khách hàng nha.
8, 3, 11. Trong cái thùng này giờ còn có 3 máy thôi. 3 với bên này. Rồi quý khách nhìn đây đi, rồi mình khui ba con này ra mình hàng thử cho quý khách nhớ thôi. Rồi con này quý khách biết hết rồi. Một thùng nó đóng 4 máy. Rồi. Một thùng nó đóng 4 máy vậy nè quý khách. Đó, mình sell này là mã máy rồi mình sẽ nói cho quý khách biết luôn. Rồi mình chọt con này nó tự nó hàng nó nhảy qua đây rồi mình chọt lại cái nữa rồi mình khui con kia luôn. Rồi cho nó tự động nữa mình khui ra một con mình hàng nữa mình kết thúc video. Rồi. Rồi mình sẽ khui con này ra. Nó sẽ cho theo là như vậy nè quý khách. Ba mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát. Nó cách đóng gói rất là bài bản. Nó thùng bọng của em nó thùng màu rất là đẹp của một cái nhà máy rất lớn. Máy này dạng chạy sức ấy da, nó hàng tự động nó cháy luôn cái kìm của tôi à. Đây. Máy rất là đẹp hả quý khách hàng ha. Đó rồi, bây giờ để mình đặt mã nó luôn, mình còn có 11 máy nha quý khách hàng nha. Cái thùng kia nãy mình tưởng 4 mình khui ra còn có 3 thôi. 3 với 2 thùng nguyên là còn 4 với 4 là 8, 8 với 3 11. Nó có cho dây đeo nữa nè. Leo trên cao rồi quý khách đeo vô nó cũng ổn. Sọt vô, mình đeo dây rồi. Cái cách xỏ dây của nó vậy. Cách xỏ dây vô. Xỏ đường này cũng được. Xỏ dây vô, xong mình mới gài vô mấy cái đường này nè. Quý khách gài, gài vô đây. Gài đây. Gài vô đây. Đó. Rồi mình sẽ rút lại chắc cú rồi, bên này tương tự cũng vậy. Đó, mình sẽ gài ở đây, gài đây, gài đây, nó có tặng thêm một cái dây đeo như vậy đó, rất là dễ thương. Mình sẽ cắt vô một máy đóng gói rất là kỹ lưỡng, có chứng chỉ certificate xuất xứ đàng hoàng hết, có chứng chỉ xuất xưởng của nhà máy, có đóng gói, có túi hút ẩm rồi đàng hoàng hết, bảo vệ rất là kỹ lưỡng, máy mới 100%. Nhưng mà mình sẽ sell để mình còn trống chỗ để mình giải phóng mấy cái hàng quá mới về nữa. Mình bán sell kiểu này là mình bán lỗ thiệt chứ không phải là mình sell kiểu giả dối. Thấy quý khách hàng ha, giá là 850.000, đây là mã số này là mã 5 thì đây là mã số 6 nha quý khách hàng nha. Đó, đây là mã số 6. Rồi mình sẽ tặng 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát, một cái kiếng đeo vô cũng rất là đẹp trai. Nó kiếng mình ưa đeo, nãy giờ mình đeo ba kiếng đi về mình hàng không nè. Nó mình còn 11 con. Thì phụ kiện cho theo là 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát, một cái kiếng và một mới que hàng về nè. Để quý khách nhận được thì quý khách hàng thử, kiểm tra. Rồi bây giờ mình sẽ cũng cắm điện con này mình hàng thử cho quý khách nha. Rồi mình viết mã nó vô cái. Mở điện lên. Đó, máy nó lên điện rồi. Bây giờ mình viết mã vô luôn rồi mình hàng thử ha quý khách hàng ha. Mã này là mã số 6. Còn 11 máy thì mình bán giá là model của nó là MMA 300. Nhưng mà dòng thật của nó là 140A nha quý khách hàng nha. Con này đốt 3 ly 2, mình bao đốt 3 ly 2 được nha. Giá 850k bao ship. Con này thì mình sell thiệt, mình sell để mình nhận cái sự ủng hộ của khách hàng chứ không phải mình sell giả dối. Rồi đây là mã số 6. Cái máy này nó đẹp lắm, cái màn hình nó đẹp lắm. Mình rút này ra cho khách coi nè. Mình lột cái mặt gương này ra nè. Nó có cái lớp bảo vệ để đẹp lắm nè. Mình lột cho khách coi nè. Nó bắt đầu sáng lên nè. Đó, thấy không? Quý khách mua về nhớ lột ra nha. Nó mình lột sẵn con này rồi mình hàng cho khách coi được. Rồi, xong mình nhận cái nút vô. Đây, mình sẽ nhận cái nút này vô lại. Nó đang ở, nó nhận như mấy cái nút volume rộng âm ly vậy đó. Rồi mình nhận nó vô. Rồi, xong. Đó, bây giờ mình chỉnh xuống dòng tầm 100, nó phạm vi dòng hàng của nó là 20 cho đến 300, nhưng mà thực ra cái dòng thật của nó là 140A. Rồi
Bây giờ mình sẽ đốt một cái đũa 3 ly 2 cho quý khách hàng coi chơi nha. Rồi mình mượn cái kìm hàng kẹp mát bên này luôn đi. Cổ này để zin đi khỏi khui ra. Mình mượn cái thằng này đi. Nó mỗi máy mình sẽ tặng có cái kiến với một mớ đũa hàng và mình bao ship. Tiền ship của con máy này là nó tầm khoảng bình quân là từ 120 đến 150 nếu mà ra tới ngoài Lào Cai hoặc là Yên Bái đó quý khách. Còn vòng vòng thì cũng đã 120 rồi, cho nên mình sell là sell thiệt lòng chứ không phải sell giả đâu nha quý khách hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ đốt cái đũa 3 ly 2 cho quý khách hàng coi nha. Mình sẽ cho nó hàng tự động luôn, rồi mình vô mình lấy cái kìm mình, cái đồng hồ đo dòng thực mình đo cho quý khách hàng coi. Rồi mình sẽ ra review lại cho những quý khách hàng mới coi sau này. Máy mới 100% nè, kẹp lên nè, chọt một phát ăn ngay nè khách hàng. Đó thấy không, rồi rất là khỏe. Rồi mình giảm lửa nhỏ lại chút rồi mình đi lấy cái đồng hồ cho khách nha. Rồi mình bỏ dưới đây đi để nó lớt rớt còn phiền nữa. Đó. Đây là mã số số 5, mình bưng qua bên kia luôn. Cái máy nó đang tự hàng đó quý khách. Đây là mã số 5. Đây. Rồi để mình vừa lấy cái đồng hồ. Đó, mình vừa hàng cho nó vừa hàng mình review cho một số quý khách hàng lướt vô sau nha. Máy rất là đẹp. Sơn tĩnh điện, màu xanh thiên thanh đẹp lắm, hiệu là Maketa, cái này là do Philippines nó đặt, bên Trung Quốc. Ốc thì ốc M4 vuông đen đẹp, có mặt nhựa trước sau để bảo vệ, để chống tay chân rồi mình chạm vô đó. Thiết kế đúng theo phong cách của châu Âu, đó. Nó đang tự hàng luôn đó quý khách. Đó. Sử dụng điện 220V, có cái nắp che này để bảo vệ cái núm nè. Rất là đẹp, đúng phong cách châu Âu luôn. Mình giờ ra đây để khỏi giả ánh sáng hồ quang để một số quý khách hàng nhìn cho rõ. Máy rất là đẹp, kìm thì vẫn đang hàng à mầm. 850.000 bao ship nha quý khách, mã nè. Mã số 6. Nó tự hàng luôn á, nó nhảy lửa lắm. Rồi, nó gần hết rồi. Rồi mình dỡ lên. Rồi mình đỏ này xuống rồi mình đo dòng thực cho quý khách hàng coi nha. Rồi sẽ mình chia tay video này mình sẽ kết thúc tại đây. Rồi bây giờ để đo được dòng thực á thì mình sẽ dặn lên lớn nhất số của nó là 300. Rồi mình sẽ kẹp một cái đũa 3 ly 2 vô. Kẹp vô. Rồi sau đó mình sẽ bật qua cái thang DC của cái đồng hồ này. Quý khách cẩn thận nha, bây giờ máy trên mạng nó bán điểu nhiều lắm nha. Đó, nó lên cái số này nhiều khi nó lên là 400 rồi 415 là nhiều số lắm á, là mà dòng của nó cũng bằng y con máy này à. Rồi bây giờ mình đã bật qua cái thang DC 600A rồi nè. Mình sẽ kẹp vô đây. Thấy rõ chưa ta? Rồi bây giờ mình sẽ chọt một cái là quý khách sẽ thấy được cái dòng thật của em nó nha quý khách hàng nha. Nè, chọt. Đó quý khách thấy không? 130 mấy ampe nè. Thấy không em? Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Đưa vô ngay trung tâm màn hình luôn. Rõ chưa? Đó, rồi mình chọt cái nữa cho quý khách coi kỹ nè. Để mới công nói là điểu điểu gian gian dối dối mập mờ nữa. Con này 3 ly 2 thoải mái nè. Rồi nè. Khách nhìn nè. Nè chọt một cái nè. Đó, dòng của nó nè. 139, 138 đó quý khách thấy không? Rồi mình quất một cây nữa là mình dọn dọn vô cái mình chia tay với khách hàng luôn nha. Chọt một phát ngay nè. Đó, rất là dễ mồi. Đó, 3 ly 2 quý khách mua con này về đi làm chừng một tháng một là lấy vốn à. Đó, mình đang cho nó để ở chế độ nó tự hàng luôn đi. Rồi đây là toàn bộ mình còn, đây là 11 máy Maketa thị trường xuất khẩu ở Philippines nha quý khách hàng nha. Đó, quý khách nào hàng nào chưa đăng ký kênh nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào thẻ chuông để nhận những video mà mình sẽ post lên hàng ngày. Đó, xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng, chúc quý khách hàng có một ngày nghỉ cuối tuần thật là bình yên ấm áp bên gia đình và người thân.